Nghĩa và Hồng Loan rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Mua gì ở đâu phát sóng trên kênh HTV7. Những sản phẩm hữu ích trong đời sống hàng ngày cùng thông tin cảnh báo về hành vi lừa đảo mua bán vé máy bay từ nước ngoài trở về Việt Nam là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu chương trình hôm nay là một thông tin vui từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, khi bệnh viện này vừa đưa vào hoạt động hệ thống xét nghiệm chẩn đoán bằng sinh học phân tử hiện đại AlinityM. Với hệ thống mới, bệnh nhân có thể nhận được kết quả xét nghiệm chỉ trong vòng 2 giờ thay vì phải chờ đợi từ 5 đến 6 giờ hoặc vài ngày như trước đây. Được biết, hệ thống trên được ứng dụng trong các xét nghiệm như đo tải lượng virus viêm gan B, viêm gan C, HIV, tầm soát virus HPV. Các xét nghiệm chẩn đoán bằng sinh học phân tử đóng vai trò rất quan trọng trong việc sàng lọc, giúp quyết định điều trị và theo dõi điều trị đối với các bệnh truyền nhiễm cấp tính và mãn tính. Với hệ thống xét nghiệm chẩn đoán bằng sinh học phân tử hiện đại, AlinityM có thể thực hiện các xét nghiệm tự động, nhanh chóng, chính xác và linh hoạt. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp trả kết quả nhanh trong vòng 2 giờ. Trang bị hệ thống thứ ba là một cái mang tính chất tất yếu và nó ứng dụng được cái xét nghiệm hiện đại nhất trong chẩn đoán y khoa, giúp đỡ cho người bệnh rất nhiều và giúp đỡ cho bác sĩ rất nhiều trong công tác chẩn đoán, vừa chính xác vừa kịp thời gian để không bỏ sót những cái ca bệnh nặng và ca bệnh khó. Đây là hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử đầu tiên có chế độ ưu tiên mẫu khẩn, vì vậy nó có thể thực hiện bất kỳ xét nghiệm nào ở mọi thời điểm. Điều này được xem là một bước tiến rất quan trọng với tình hình thực tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy, khi thường xuyên thực hiện những ca phẫu thuật kỹ thuật cao, ghép tạng, vốn cần kết quả xét nghiệm nhanh nhất có thể. Bên cạnh đó, hệ thống cũng giúp giảm thời gian chờ đợi, hạn chế gây ảnh hưởng đến tâm lý, thời gian, công sức và chi phí của bệnh nhân, đặc biệt là đối với người đến từ các tỉnh thành xa. Thưa quý vị, thạch xương bồ là một loại cỏ từng được nhắc đến nhiều trong thi ca và y học Việt Nam. Từ xa xưa thì loại cỏ này đã được giới văn nhân trí thức bày biện trong thư phòng của mình như là một thú chơi tào nhã. Và hiện nay thú chơi thạch xương bồ đã quay trở lại khi nhận được sự quan tâm yêu thích của nhiều người. Thạch xương bồ còn có tên khoa học là Acorus, một loài cỏ được tìm thấy nhiều ở khu vực Đông Nam Á. Ngoài các giá trị thẩm mỹ, thạch xương bồ còn được biết đến với vai trò là dược liệu trong y học. Ngoài tự nhiên, thạch xương bồ thường sống ven bờ suối hay trong những khe đá mà không cần quá nhiều dưỡng chất. Lá của loài cỏ này có chứa tinh dầu, tỏa ra mùi hương dễ chịu và đặc trưng. Thạch xương bồ có rất nhiều loại với nhiều hình thái, màu sắc, kích thước và cách sinh trưởng khác nhau. Hiện nay các nghệ nhân thường trồng thạch xương bồ trong chậu hoặc sáng tạo thành tiểu cảnh độc đáo, bắt mắt và giàu tính thẩm mỹ. Hiện tại thì anh em ở trong hội thì cũng sưu tập được rất là nhiều loại khác nhau. Thì tương đối là nhiều, nó khoảng 12 đến 14 loại. Riêng ở Việt Nam thì mình tìm được hai loại thạch xương bồ, một loại trải dài ở các tỉnh miền núi phía Đông và Tây Bắc và một loại trải dài ở dải Bạch Mã. Thạch xương bồ là một thú chơi cần rất nhiều công phu, kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng để có thể tạo nên những tác phẩm với giá trị thẩm mỹ cao. Quý khán giả quan tâm có thể theo dõi fanpage Thạch xương bồ để cùng các thành viên tại Việt Nam trao đổi miễn phí cây giống và chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc loại cỏ đặc biệt trên. Thưa quý vị, với mong muốn tạo ra một không gian khơi dậy gen sống xanh của mỗi người, đặc biệt là với trẻ em và thanh niên, nhóm bạn trẻ mang tên Gen Xanh đã tổ chức những địa điểm chuyên nhận thu gom rác và đổi quà cho người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những cái quần áo mà nó còn sử dụng được thì Gen Xanh sẽ đóng gói và gửi lên những cái vùng cao, những cái nơi mà Gen Xanh đã liên kết trước với những cái quận huyện để tiến hành phát cho người dân. Một số khác, những cái quần áo nó đã quá cũ thì Gen Xanh sẽ chọn lựa những cái quần áo mềm để gửi đến những cái trạm cứu hộ chó mèo để làm ổ lót cho những chú chó chú mèo ở đó. Ngoài ra thì còn một số cái hướng giải quyết khác như là làm túi đựng hoặc là làm những cái sợi chỉ may. Còn đối với thiết bị điện tử và pin thì Gen Xanh sẽ vận chuyển qua bên Việt Nam Tái chế, là một cái tổ chức mà xử lý thiết bị điện tử miễn phí. Và đối với những cái thiết bị điện tử mà còn sử dụng được á thì Gen Xanh sẽ giữ lại, sẽ tìm hiểu và sẽ gửi cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn.
Hàng ngày thì tại các địa điểm thu gom rác luôn có những tình nguyện viên, cộng tác viên của Janssen hỗ trợ để đổi quà. Quý khán giả chỉ cần mang các loại rác như là pin, thiết bị điện tử hay quần áo cũ đến những địa điểm trên thì sau đó sẽ được nhóm đổi lại những sản phẩm hữu ích trong đời sống hàng ngày và thân thiện với môi trường như sổ tay, ống hút gạo, ống hút tre hay các vật dụng làm từ sơ mướp, mo cao. Đối với những trường hợp người dân không có thể đến địa điểm trao đổi cố định, các bạn trẻ trong nhóm Janssen còn đến tận nhà để thực hiện hoạt động đổi rác lấy quà. Trong gia đình cũng vẫn hàng ngày ví dụ như là sử dụng ít rác thải nè, rồi pin thì cũng thải ra môi trường, ví dụ là như vậy. Nhưng mà mình cảm giác là mình làm trong gia đình thì chỉ là một cá nhân nhỏ thôi, nhưng khi mình tham gia được một trong một cái chương trình lớn như thế này thì cảm giác là cái hành động của mình nó có ý nghĩa hơn rất nhiều. Hiện Janssen đã được tổ chức nhiều địa điểm thu gom rác đổi quà cố định mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh, trên địa bàn các quận Bình Thạnh, quận 10, quận Tân Bình và huyện Củ Chi. Quý khán giả mua dễ đâu có thể đến các địa điểm trên để tham gia hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần làm lan tỏa hơn nữa tinh thần bảo vệ môi trường. Trong thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, một số đối tượng đã giả mạo là đại diện của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, để mời người dân mua vé máy bay về nước tránh dịch. Vì thế, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã phát đi thông tin lưu ý về việc đăng ký các chuyến bay về nước cho công dân Việt Nam, và đó cũng chính là thông tin cảnh báo trong chương trình Mua gì ở đầu ngày hôm nay. Cụ thể, các đối tượng đã tự xưng là đại diện của Vietnam Airlines gửi lời mời mua vé bay từ nước ngoài về Việt Nam cho người dân qua email hoặc tin nhắn. Những lời mời này đi kèm các thông tin giả nhưng rất chi tiết để tạo độ tin cậy cho người nhận, như đưa ra đầy đủ số hiệu chuyến bay, hành trình, mức giá, các bước chuyển khoản, xác nhận. Đồng thời, đối tượng còn lồng ghép các thông tin như thông báo người nhận là người được chọn trong số hàng nghìn người đăng ký, cần nhanh chóng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của các đối tượng trước khi hết hạn mua vé. Trước tình trạng trên, quý khán giả mua gì ở đâu cần đặc biệt cảnh giác với những đề nghị hỗ trợ mua vé máy bay về nước không rõ nguồn gốc. Để bảo vệ quyền lợi của mình, Vietnam Airlines cũng đã lưu ý người dân không mua vé máy bay về nước từ những đối tượng không rõ danh tính hay các lời đề nghị không rõ nguồn gốc, không chuyển tiền cho các tài khoản đứng tên cá nhân. Khi có nhu cầu về Việt Nam, công dân cần đăng ký với đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền tương đương ở nước sở tại để tổng hợp báo cáo các cơ quan chức năng quyết định. Công dân trong danh sách về nước sẽ nhận được thông báo từ một nguồn duy nhất là Đại sứ quán Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền tương đương ở nước sở tại. Các thông tin nếu do Vietnam Airlines trực tiếp gửi sẽ xuất phát từ địa chỉ email có đuôi a@vietnamairlines.com. Mắt nhỏ vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Quý vị có thể theo dõi thêm chương trình Mua gì ở đâu của chúng tôi thông qua kênh Facebook và YouTube. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh HTV7.